Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Hôm nay thứ năm ngày 18 tháng 4, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, nhiều du khách chọn Huế làm điểm dừng chân để trải nghiệm các hoạt động lễ hội, tham quan các di tích, điểm du lịch nổi tiếng. Quy hoạch tỉnh được công bố đã đem lại bức tranh tổng thể về định hướng phát triển của tỉnh, mở ra rất nhiều dư địa, được ví như cú hích tạo ra xung lực mới, thu hút thêm dòng vốn đầu tư. Sinh con năm rồng tăng cao, chỉ trong quý 1 đầu năm nay, số lượng sản phụ sinh con tại Bệnh viện Trung ương Huế đã tăng khoảng 15%. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 18 tháng 4, cũng là ngày 18 âm lịch, ngày chính của Giỗ Tổ Hùng Vương. Lễ hội là dịp để giáo dục về truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các vị vua hùng, những người đã có công dựng nước và giữ nước. Đây còn là cơ hội để Việt Nam quảng bá với thế giới về một di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận. Lễ hội chính là niềm tự hào dân tộc, thể hiện bản sắc văn hóa, lòng thành kính với nguồn cội. Tại khu di tích lịch sử Đền Hùng tỉnh Phú Thọ, nơi diễn ra hoạt động dân hương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Cùng với nhiều địa phương khác trên cả nước, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay đã thu hút lượng khách lớn đến tham quan các điểm di tích Huế. Dù chỉ được nghỉ một ngày, nhưng nhiều du khách vẫn chọn Huế làm điểm dừng chân để trải nghiệm các hoạt động lễ hội, tham quan các di tích, điểm du lịch nổi tiếng. Điều đó cho thấy cố đô Huế ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế. Ghi nhận của phóng viên trong sáng nay. Cũng như thường lệ mỗi năm vào các dịp lễ lớn của đất nước, Đại nội Huế vẫn luôn là địa điểm thu hút rất nhiều lượt khách đến tham quan. Thời tiết cố đô những ngày nay khá oi bức nên tranh thủ không khí mát mẻ vào buổi sáng, các đoàn khách trong nước và quốc tế đã đến tham quan Đại nội ngay khi di tích vừa mở cửa. Trong ngày lễ quan trọng này, các du khách đến đây đều mong muốn được tìm hiểu rõ hơn về những dấu ấn lịch sử của dân tộc, cũng như tưởng nhớ về công cuộc đấu tranh giữ gìn hòa bình, độc lập của đất nước. Hôm nay là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương thì cũng là cái ngày mà đoàn thực tế của trường em, cả trường đi đến đây tham quan. Nên là bọn em đi theo trường để khám phá một số nét đẹp của Huế. Bọn em cũng đi rất là nhiều, ví dụ là chùa Thiên Mụ. Thì nó cũng là rất là đẹp và em cũng cảm thấy là rất là thích cái cả con người và cả vẻ đẹp ở nơi đây nữa. Mình rất thích Huế ở chỗ là thứ nhất là về du lịch cảnh quan, về nó có một cái đặc điểm xưa rất là hay. Thường những cái du khách ở nước ngoài tới hay là đặc biệt là những cái du khách trẻ trong Việt Nam cũng vậy. Hy vọng là Huế tiếp tục mà được duy trì và bảo tồn cái di tích lịch sử này. Với cả hoạt động quảng bá được triển khai xuyên suốt trăm năm và nhiều chương trình kích cầu du lịch được phổ biến, sức hút du lịch Huế những năm trở lại đây đã tăng trở lại. Dù dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương chỉ kéo dài một ngày, nhưng lượng khách đến Huế hôm nay vẫn tăng lên đáng kể. Theo ước tính của Sở Du lịch, lượng khách trong ngày này đạt khoảng gần 18.000 lượt, trong đó khách nội địa khoảng 55%. Công suất hoạt động của các cơ sở lưu trú đạt khoảng 57%. Để đáp ứng nhu cầu khách tăng cao khi bước vào những tháng đầu tiên của mùa du lịch, các địa điểm lưu trú cũng đã tập trung đầu tư nâng cao về chất lượng dịch vụ. Các hoạt động nâng cao tay nghề, thái độ phục vụ luôn được triển khai thường xuyên để mang đến những trải nghiệm thú vị cho du khách khi đến cố đô Huế tham quan, nghỉ dưỡng. Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương này thì cô và gia đình cũng muốn về lại Huế để mà thăm Huế và thăm những cái di tích ở đây. Trong ngày hôm nay thì gia đình chúng tôi sẽ đi thành nội, đi thăm Lăng Từ Đức và Khải Định. Khách sạn Sena chúng tôi đã đưa ra các cái chương trình marketing cũng như là các gói kích cầu để thu hút lượng khách du lịch rất là nhiều. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất là chú trọng vào cái sự an toàn, mức độ hài lòng của khách hàng. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi thường xuyên giao tiếp, tăng tính tương tác cũng như đẩy mạnh cái dịch vụ chăm sóc khách hàng để kịp thời nắm bắt được cái nhu cầu của khách cũng như là hỗ trợ cung cấp thông tin và điều chỉnh một số cái chương trình để phù hợp nhất với mong muốn của khách hàng. Tuy dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương thì được một ngày, nhưng lượng khách đến Huế cũng đáng ghi nhận, đặc biệt là những khách ở các tỉnh lân cận từ Quảng Bình, Quảng Trị đến Quảng Nam, Đà Nẵng thì có xu hướng đến Huế khá đông. Và đặc biệt là trong thời gian vừa rồi thì tỉnh cũng ngành đường sắt đã phối hợp tổ chức cái chuyến tàu du lịch Huế Đà Nẵng. Hiện nay thì lượng khách đăng ký đi theo chuyến tàu này từ Huế vào và từ Đà Nẵng ra đều được full trong dịp lễ này.
Để đảm bảo cả hoạt động du lịch trong dịp nghỉ lễ, ngành du lịch Thừa Thiên Huế cũng đã tập trung chỉ đạo các ban quản lý khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn nâng cao chất lượng sản phẩm, giới thiệu sản phẩm du lịch mới của địa phương để phục vụ du khách. Đồng thời, ngăn chặn các tệ nạn treo kèo khách du lịch, ép giá, co mồi, nỗ lực xây dựng thương hiệu của một thành phố du lịch xanh, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc, hướng đến mục tiêu đưa cố đô Huế trở thành trung tâm du lịch đặc sắc của châu Á vào năm 2045. Nhằm đảm bảo cấp điện trong dịp giỗ tổ Hùng Vương lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế chỉ đạo các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc thực hiện triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn, tin cậy, phục vụ cả hoạt động chính trị xã hội, sản xuất kinh doanh, nhu cầu sinh hoạt lễ hội của nhân dân trên địa bàn. Dịp nghỉ giỗ tổ Hùng Vương lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 dự báo phụ tải cao điểm toàn tỉnh PIMAX đạt 280 MW. Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế sẽ triển khai công tác kiểm tra bảo dưỡng nguồn lưới, gồm kiểm tra các máy phát điện di động 100 kVA, 250 kVA, 550 kVA. Các máy phát điện công suất nhỏ và các máy biến áp lưu động đảm bảo hoạt động tốt phục vụ cho các phụ tải ưu tiên khi có yêu cầu, kiểm tra các trạm biến áp, đo phụ tải các trạm biến áp trung gian vào các thời điểm cao điểm, thấp điểm ngày. Công ty kiểm tra các trạm biến áp cấp điện cho các điểm vui chơi giải trí, lễ hội, các trạm cấp điện tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, công an, bệnh viện. Đồng thời kiểm tra các trạm phụ tải cấp điện cho các trung tâm văn hóa huyện lỵ, các cơ quan ban ngành của huyện, tăng cường kiểm tra dọc tuyến đường dây, đặc biệt là các điểm xung yếu có nguy cơ gây ra sự cố nhằm xử lý kịp thời các hiện tượng bất thường. Kiểm tra hành lang tuyến, mương cạp ngầm, phụ kiện đường dây, các điểm đầu xuất tuyến, các vị trí đầu leo, vị trí nẻo góc, cột xa, sử, dây dần, kiểm tra đồ vòng, tiệp đìa, tiếp xúc của các thiết bị phân đoạn. Ngoài ra, đơn vị lên phương án, phương thức vận hành khi gặp sự cố, phân công để trực tăng cường 24/24 đối với các phòng ban, đơn vị trực thuộc trong dịp lễ, chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, vật tư phụ tùng thay thế và nhân lực với khả năng huy động tối đa, sẵn sàng thiết bị dự phòng, thông tin liên lạc, phương tiện để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra. Theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, quý 1 năm 2024, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, tập trung triển khai một cách quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp. Vì thế, trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, tăng trưởng đi đôi với chất lượng ổn định, bền vững. Nguồn vốn thực hiện đến 31 tháng 3 năm 2024 tại chi nhánh đạt 4.495 tỷ đồng, tăng 111 tỷ đồng so với năm 2023, tỷ lệ tăng trưởng 2,54%. Tổng dư nợ đến 31 tháng 3 năm 2024 đạt 4.461 tỷ đồng với 96.353 khách hàng còn dư nợ, tăng 86,2 tỷ đồng so với đầu năm. Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ toàn chi nhánh đạt 1,97%. Doanh số cho vay quý 1 năm 2024 đạt 386 tỷ đồng với 7.930 lượt khách hàng được vay vốn. Tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cho vay giải quyết việc làm. Chi nhánh tập trung kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thực tế việc thực hiện nguồn vốn của các chương trình tín dụng ưu đãi theo nghị quyết số 11 NQCP nhằm chấp hành nghiêm túc quy trình cho vay, đảm bảo cho vay đúng đối tượng, thu hưởng, sử dụng vốn đúng mục đích xin vay nhằm phát huy hiệu quả, tạo thu nhập cho người vay. Thưa quý vị và các bạn, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và công bố đã đem lại bức tranh tổng thể về định hướng phát triển của tỉnh, mở ra rất nhiều dư địa, được ví như cổ hích tạo ra xung lực mới, thu hút thêm dòng vốn đầu tư vào tỉnh trong thời gian tới. Theo đó, Thừa Thiên Huế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nhất là các doanh nghiệp, tập đoàn có tiềm lực mạnh đến từ cả quốc gia phát triển. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 vừa được công bố đầu năm 2024 là căn cứ pháp lý rõ ràng cho thấy chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh. Qua đó, thêm phần khẳng định Thừa Thiên Huế là bến đỗ giàu tiềm năng với các nhà đầu tư. Tại hội nghị công bố vào đầu tháng 4 vừa qua cho thấy nhiều dự án nghìn tỷ, hàng chục nghìn tỷ được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đã khẳng định vị thế của Thừa Thiên Huế đã có bước đột phá trong thu hút đầu tư, không chỉ về lượng mà cả chất của dòng vốn đầu tư. Tập đoàn chúng tôi khẳng định vai trò là một đối tác tin cậy của tỉnh Thừa Thiên Huế, với nỗ lực sẽ đưa các thế mạnh của chúng tôi để góp sức vào sự phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế. Song song với phát triển tổ hợp sân golf, tập đoàn BRG của chúng tôi đang nghiên cứu để đầu tư một khách sạn quốc tế 5 sao tại bờ sông Hương của Huế và sẽ được vận hành bởi
các thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu thế giới. Chúng tôi sẽ nâng cấp một cái khách sạn hiện nay của chúng tôi lên trở thành 5 sao. Theo quy hoạch tỉnh, đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đến năm 2030 là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam. Điều này mở ra không gian phát triển, mở rộng mạnh mẽ về cơ sở hạ tầng, đô thị, dịch vụ. Trong hướng phát triển và mở rộng của Thừa Thiên Huế, đáng chú ý, đô thị mới An Vân Dương với tổng diện tích xây dựng lên tới khoảng 2.000 ha là hướng phát triển mở rộng chính của thành phố với 5 phân khu A, B, C, D và E. Do vậy, việc Thừa Thiên Huế là địa phương đầu tiên trong cả nước được BGI Group chọn để phát triển các dự án khu đô thị có quy mô lớn với hai dự án trọng điểm là dự án BGI Topa Downtown và dự án BGI Diamond Bay. Đặc biệt, sau hội nghị công bố quy hoạch tỉnh, tập đoàn BGI đã thực hiện khởi công dự án BGI Diamond Bay với tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, với quy mô diện tích gần 25 hectare, nằm tại đường Tổ Hữu, với quy mô dân số khoảng 3.400 người. Dự án với các khu chức năng ở, thương mại dịch vụ, với các thiết chế đô thị đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với khu đô thị mới An Vân Dương. Điều này cho thấy doanh nghiệp đánh giá cao dư địa phát triển ở Huế. Tập đoàn cam kết mạnh mẽ trong việc triển khai đầu tư dự án. Đồng thời, việc triển khai các dự án như là một lời tri ân sâu sắc và thiết thực nhất đối với sự hỗ trợ đồng hành của tỉnh. Chúng tôi tham gia phát triển các dự án về hạ tầng cũng như là về cái phát triển các đô thị, đặc biệt là mở ra cái cơ hội hướng tới về hướng quy hoạch của khu An Vân Dương đã được Thủ tướng phê duyệt, bao gồm 5 phân khu A, B, C, D và E. Với quy mô đến gần 2.000 hectare. Đây là một trong những cái tiền đề rất quan trọng để các nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu và thực hiện đầu tư theo đúng các quy định kêu gọi đầu tư của tỉnh. Một trong những góp phần mà mang đến thay đổi diện mạo đô thị của thành phố Huế trực thuộc Trung ương trong tương lai. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, năm 2023, tỉnh đã cấp mới 25 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 9.374 tỷ đồng. Trong đó, địa bàn khu kinh tế công nghiệp cấp mới 11 dự án đầu tư với vốn đăng ký 4.084 tỷ đồng. Ngoài địa bàn khu kinh tế công nghiệp cấp 14 dự án với vốn đăng ký 5.289 tỷ đồng. Hiện nay, các dự án đã triển khai trên địa bàn tỉnh tạo động lực phát triển lớn, điển hình như dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Phú Sơn, khu liên hợp sản xuất lắp ráp Kim Long Mô tô Huế. Năm 2024, trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ khởi công thêm nhiều dự án khác, đồng thời một số dự án lớn sẽ đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Năm 2024, chúng tôi tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi 8 chỉ tiêu và 6 nhiệm vụ chính là phấn đấu thu hút vốn đầu tư mới khoảng 6.000 đến 8.000 tỷ, vốn thực hiện đạt được từ 4.000 đến 5.000 tỷ đồng. Trong đó tập trung kêu gọi các dự án quy mô lớn tạo sự lan tỏa cho vùng gắn với phát triển hạ tầng các chân bay và hạ tầng đô thị, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch để thu hút các dự án sản xuất công nghiệp có quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường để vào đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng nguồn thu cho ngân sách. Để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư, sau hội nghị công bố quy hoạch, các cấp, các ngành, địa phương đang tập trung ra soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch chung cấp xã, quy hoạch các khu đặc thù chức năng. Thống nhất đồng bộ với quy hoạch kế hoạch sử dụng đất làm cơ sở thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định phê duyệt cả quy hoạch chung, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết để thực hiện việc thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục chương trình với các thông tin khác, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu các cục vụ, viện, ban quản lý dự án, tổng công ty, Sở Giao thông Vận tải các địa phương có giải pháp tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác đấu thầu, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, tuân thủ quy định. Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án nghiên cứu phổ biến, tập huấn quy định của pháp luật về đấu thầu, quán triệt sâu sắc toàn diện và có giải pháp hiệu quả để phòng ngừa, ngăn chặn, loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động đấu thầu. Bộ Giao thông Vận tải nghiêm cấm các hành vi gian xếp, thông thầu, chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu, đặt ra các điều kiện bất hợp lý, không phù hợp trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, đặc biệt có hành vi cản trở, hạn chế sự tham gia của các nhà thầu.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 3708 yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế tập trung tổ chức tiêm phòng vaccine phòng bệnh cho đàn vật nuôi. Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế khẩn trương nghiên cứu, rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí các nguồn lực, kinh phí để triển khai kịp thời có hiệu quả kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh cúm gia cầm giai đoạn 2019-2025, kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi giai đoạn 2020-2025, chương trình quốc gia phòng chống bệnh lở mồm long móng giai đoạn 2021-2025, kế hoạch quốc gia phòng chống bệnh viêm da nổi cục giai đoạn 2021-2025. Chương trình quốc gia phòng chống bệnh dại giai đoạn 2022-2030, khẩn trương tổ chức triển khai tiêm phòng đại trà đợt 1 năm 2024 trong tháng 4 và tháng 5 năm 2024. Đối với các bệnh cúm gia cầm bao gồm tiêm phòng vaccine cúm gia cầm AH5, AH9, giảm nguy cơ gia cầm nhiễm virus cúm gia cầm AH9, gây giảm đẻ và giảm nguy cơ lây bệnh cho con người. Dại, nhiệt thản, dịch tả lợn châu Phi, lở mồm long móng, viêm da nội cục và các bệnh khác. Rà soát tiêm phòng nhắc lại, tiêm phòng bổ sung, bảo đảm tối thiểu 85% đàn vật nuôi được tiêm đủ đúng các loại vaccine, tổ chức tiêm vaccine phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thành lập các đoàn công tác tổ chức kiểm tra, đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh động vật và tổ chức tiêm phòng của địa phương, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có quyết định số 1026 phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ không hoàn lại, không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức phi dự án do Hội Bác sĩ Từ thiện Nha khoa Hoa Kỳ tài trợ thông qua Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Vicaris trị giá gần 500 triệu đồng. Theo đó, dự án nhằm giúp cho các em học sinh tiểu học có kiến thức nền tảng về sức khỏe răng miệng, giữ gìn răng chắc khỏe để sinh hoạt học tập và phát triển, thực hiện công tác khám, tư vấn, hướng dẫn cho các em cách dùng bàn chải, phương pháp đánh răng đúng cách để hạn chế các bệnh về răng miệng. Chương trình có thể phát hiện sớm những bệnh lý về răng miệng, từ đó có phương án điều trị sớm, phù hợp, hiệu quả, ngăn ngừa tối đa những nguy cơ biến chứng nghiêm trọng. Theo đó, các kết quả chính của khoản viện trợ phi dự án gồm có số lượng khám và giáo dục nha khoa dự kiến khoảng 500 học sinh, số lượng điều trị dự kiến từ 200 đến 250 học sinh. Dự án sẽ được thực hiện tại trường tiểu học Phong Hòa 1 và Phong Hòa 2, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Thưa quý vị và các bạn, theo quan niệm của người Việt, sinh con trong năm rồng sẽ mang lại nhiều may mắn cho em bé. Do đó, chỉ trong quý 1 đầu năm nay, số lượng sản phụ sinh con tại Bệnh viện Trung ương Huế đã tăng khoảng 15%. Dự báo trong quý 2 thì con số này sẽ tăng lên nhiều hơn. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những ngày này, Trung tâm Sản phụ Khoa Bệnh viện Trung ương Huế đón một lượng rất lớn bệnh nhân và người nhà đến khám và sinh con. Không chỉ ở Thừa Thiên Huế, nhiều bệnh nhân từ các tỉnh lân cận cũng về đông, khiến cho cả khoa phòng ở đây phải tăng công suất hoạt động. Theo bệnh viện, thời điểm từ giữa năm ngoái là lúc mà bệnh nhân đến thăm khám đông và bắt đầu từ đầu năm âm lịch là lúc các sản phụ bắt đầu vượt cạn để đón rồng con. Số lượng bệnh nhân đến sinh tăng khoảng 15%, mặc dù năm âm lịch chỉ mới qua hơn 2 tháng. Hiện tại thì từ đầu năm đến giờ thì số lượng bệnh nhân đến khám tại bệnh viện thì tăng rất là nhiều, vì người dân họ có quan điểm là năm rồng thì sẽ sanh con rồng ấy, cho nên là số lượng đầu năm thì chúng tôi thống kê được ấy, là tăng khoảng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, và cái tỷ lệ sinh hiện tại thì cũng khoảng sấp xỉ 13%. Như vậy thì số lượng bệnh nhân hiện tại là rất là đông. Cũng quyết định là sinh con năm rồng thì đó là một cái mong muốn từ hai vợ chồng mình, nên cũng rất là hài lòng khi có những cái mà mình đạt sự mong muốn. Quá đông, năm nay là một cái mà năm rất đông so với năm ngoái. Không chỉ ở cả khu sinh thương, khu vực dịch vụ cũng ghi nhận một lượng lớn bệnh nhân đến thăm khám. Và đặc biệt ở khu vực hỗ trợ sinh sản cho các cặp vợ chồng hiếm muộn cũng ghi nhận nhiều ca hơn. Bởi mặc dù là sinh con theo phương pháp nhân tạo, nhưng người dân cũng mong muốn con mình ra đời vào năm được cho là đẹp. Theo dự báo, trong quý 2 này, số lượng sản phụ đến nhập viện sẽ tiếp tục tăng từ khoảng 20 đến 30% so với các năm khác. Điều này đặt ra yêu cầu bố trí nhân lực, vật lực để đáp ứng, tránh trường hợp quá tải. Vấn đề mà khám thai và khám siêu âm thai chẳng hạn, thì số liệu của trung tâm thấy rằng từ không phải từ năm nay đâu, mà từ tháng 6 năm ngoái ấy, là số lượng khám thai, siêu âm thai, theo dõi thai tăng đột biến, tăng hơn những năm trước đến 20-30%. Về nhân lực, chúng tôi bố trí nhân lực cho những điểm nóng. Điểm nóng của chúng tôi là gồm có những khoa khám bệnh,
khoa khám bệnh siêu âm theo dõi thai, đặc biệt khoa sinh. Khi mà số lượng sản phụ tăng đột biến á, thì công việc khoa sinh rất là nhiều, nên chúng tôi tăng cường nhân lực, tăng cường số nữ sinh rồi bác sĩ trong chốt trực. Đồng thời chúng tôi cũng chuẩn bị sẵn những người gọi là bác sĩ trực và nhân viên dự phòng. Trong trường hợp mà đông bệnh nhân quá là chúng tôi sẽ không có trong trực kiến thức, chúng tôi sẽ mời lên trong để cùng hỗ trợ. Việc chọn năm đẹp để sinh con đã diễn ra từ lâu, và bên cạnh việc tạo áp lực lên hệ thống y tế, số lượng trẻ em gia tăng nhiều trong một năm cũng sẽ gây nên quá tải khi các em đến tuổi đi học. Sinh con khỏe mạnh, thông minh là ước mơ của hầu hết mọi người. Tuy nhiên, điều này tùy thuộc vào nhiều yếu tố khoa học, chứ không đơn thuần là chỉ cần chọn năm đẹp để sinh. Cả cặp vợ chồng cũng không nên quá tin vào quan niệm dân gian để tránh áp lực cho mình cũng như để tạo sự cân bằng trong xã hội. Phần cuối chương trình thời sự là các tin tức khác. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương huyện Nam Đông tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa và trao tiền hỗ trợ xây nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn. Bà Trần Thị Đớt ở thôn Cha Ke, xã Thượng Long, huyện Nam Đông là vợ liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình bà sống trong căn nhà tạm bợ xuống cấp. Để chia sẻ khó khăn với gia đình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khởi công xây dựng nhà tình nghĩa. Căn nhà được khởi công xây dựng có diện tích 50m² với tổng chi phí khoảng 150 triệu đồng. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế hỗ trợ 80 triệu đồng. Cùng trong dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã trao tặng số tiền 150 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Trần Thị Lơ, thôn La Vân, xã Thượng Nhật, gia đình ông A Lan Ngai, thôn 6, xã Thượng Long, gia đình ông Hồ Văn Thân ở thôn Rung Gần, xã Hưng Hữu, huyện Nam Đông. Đây là việc làm đầy ý nghĩa nhân văn, thể hiện tình cảm trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên Huế, sự chăm lo của các cấp ủy chính quyền địa phương đối với người có công với nước và gia đình nghèo vươn lên trong cuộc sống. Triển lãm các tác phẩm thắng giải cuộc thi UOB Painting of the Year năm đầu tiên tại Việt Nam 2023 vừa được khai mạc tại Trung tâm Nghệ thuật Lê Bá Đằng thuộc Bảo tàng Mỹ thuật Huế 15 Lê Lợi, thành phố Huế vào chiều qua. Năm đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, cuộc thi UOB Painting of the Year đã thu hút sự tham gia của đông đảo các nghệ sĩ trẻ lẫn các nghệ sĩ chuyên nghiệp trên khắp cả nước. Các tác phẩm tham dự cuộc thi đa dạng về hình thức thể hiện như phun sơn xịt trên nắp capo, sơn dầu trên canvas và cà vạt, sạp dầu và đục lỗ. Đồng thời, nội dung của các tác phẩm truyền tải nhiều thông điệp sâu sắc về con người, văn hóa và xã hội đương đại. Cuộc thi đã vinh danh 8 nghệ sĩ Việt tài năng ở hai hạng mục, nghệ sĩ triển vọng và nghệ sĩ thành danh. Trong đó, giải thưởng cao nhất UOB Painting of the Year đã thuộc về nghệ sĩ Trịnh Minh Tiến với tác phẩm Thủy Phủ, và giải thưởng nghệ sĩ triển vọng được trao cho nghệ sĩ Tà Duy Tùng với tác phẩm Trên con đường. UOB Painting of the Year là chương trình nghệ thuật hàng đầu của ngân hàng UOB, lần đầu tiên được tổ chức tại Singapore vào năm 1982 với mục tiêu công nhận các nghệ sĩ ở khu vực Đông Nam Á và mang đến cho họ cơ hội giới thiệu các tác phẩm của mình đến với cộng đồng rộng lớn hơn. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.